Hôm nay cái hàng cà chua này của mình á, có một số trái á, nó chín lai rai rồi, cho nên là mình sẽ ra mình thu hoạch vô nha. Coi nè, mấy trái này nè nó mới hườm hườm thôi, nhưng mà mình thu hoạch cũng được rồi. Sao nó không có cái cuốn để mà mình hái cho nó còn cái còn dính là cái cuốn ta. Mình nhớ có cái nấc ở đâu trên đây nè, mình bẻ ăn cái là nó gãy à. Ui ui, mấy trái hườm hườm này mình hái luôn. Có con gì nó ăn này, có cái con gì nó sâu hay gì á, nó đục lỗ. Cái này chưa. Wow, cả nhà xem ở trên đây nè. Ui ui cưng ơi. Ui ui, mấy cái trái này nó to quá nè. Yeah. Đây, cái trái này cũng hườm hườm rồi, nhưng mà thôi chưa đâu, để đó đi. Để đó. Đâu còn, ây da, ở đâu thì nó cũng còn ở đó. Từ từ ra hái. Mấy cái trái này để đó luôn đi. Đây. Đó. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình ra vườn, tiếp tục lại là ra vườn. Coi có cái gì mình thu hoạch được thì mình sẽ thu hoạch nha. Hôm nay là mình cũng có lai rai nhiều thứ để mình thu hoạch lắm luôn đó. Cái loại trái nhỏ này thì mình thấy nó chín nhiều hơn nè. Nè không, như cái loại cà chua trái nhỏ này mình thấy bẻ nó dễ nè. Nó có cái nấc, nó có cái nó có cái giống như là một cái khớp á, ngang cái chỗ đó đó mình bẻ nó còn là cái cuốn. Còn cái loại cà chua hồi nãy mình hái làm như là mình phải cắt á, mình cắt nguyên chùm nó luôn á. Chứ chứ nếu mà mình bẻ nó mất cái cuốn thì để cái trái nó không được lâu cả nhà ơi. Đó, như mấy cái này mình hái à, không? Mấy cái cà chua này là mình thấy nó chín bắt đầu là lai rai rồi, cho nên là chuẩn bị lên menu những cái món mà liên quan tới cà chua là mình phải nấu để ăn, chứ nếu không là không bao giờ ăn xuể. Năm sau mình cũng sẽ trồng thêm cái giống này nhiều, thật là nhiều nè. Tại vì mình thấy cái loại này á, nó dễ chăm sóc, trái nó dễ đậu, bông nó dễ đậu chứ, mà trái nó rất là nhiều, nhìn thấy ham lắm luôn á. Cái loại này mình thấy nó sai trái quá chừng luôn á coi nè, nó dễ đậu lắm cả nhà nha. Nó thấy cưng không, quá chừng luôn nè, nó lên tới ngọn trên kia luôn đó. Có nhiều người hỏi là cà chua sao mà trái sai quá, cho nên là hỏi có bón cái loại phân nào đặc biệt để kích thích ra bông ra trái không. Thật sự là mình không có sử dụng những cái phân bón mà kích thích ra bông ra trái, chỉ là phân gà, phân bò thôi à, chứ không có loại phân nào đặc biệt nữa hết á. Nhưng mà mình nghĩ nó sai trái là tại vì cái vốn loại cà chua này á, là trái nó nhiều, nó dễ đậu. Cái giống cà chua này là vốn nó sai trái và dễ đậu. Cái thứ hai là cà chua mà trái nhiều hay ít nữa đó, là nó lệ thuộc vào cái chỗ mình trồng, là nó phải có nắng, rồi mình phải giúp mình cắt tỉa những cái nhánh, những cái cành á, ở trên thân mà dưới gần gốc của nó đó. Rồi lâu lâu mình phải ra mình cắt tỉa lá cho nó bớt cái lá đi, để cái cây nó đừng có nuôi lá nhiều quá, để nó tập trung nó nuôi dưỡng bông với trái. Nó chỉ vậy thôi, nhưng mà cái phần lớn, phần chính nó vẫn là cái giống của nó dễ trồng, dễ chăm, và nó thích hợp với cái vùng của mình đang ở đó, là cái đó là cái quan trọng nhất đó. Mấy cái loại cà chua mà trái bb nhỏ nhỏ đây nè, mình nấu canh bún hay là bún riêu ăn nó ngon lắm. Mình để nguyên trái vô, thích để nguyên trái. Hoặc là làm spaghetti đó, cái mình cũng để nguyên trái này nè, ngon lắm. Thấy ham không? Wow. Đó, cái chùm này đúng ra là cắt luôn, nhưng mà còn trái sống thôi để đi, cũng không có đem kéo đâu mà cắt nữa. Bên hông sân trước á, mình cũng có trồng một hai cây, cũng chăm sóc, cũng dữ lắm mà nó ra bông nó rụng hết trơn à chả cả nhà ơi. Cho nên là nó tùy thuộc theo giống nữa. Có thể là cái giống đó là nó không có dễ đậu trái, cho nên nó rụng hết trơn à. Những cái giống loại cà chua này á, là mình mua trái về mình ăn và mình lấy hạt lại á, mình trồng. Đây nè, thấy ham chưa? Cái loại giống nhỏ đó thì nó gọi là cà chua nho. Nó có để trong từng hộp ở chợ Mỹ nó bán đó. À, cái trái nó thon thon, nó dài dài đó cả nhà, nó kêu là cà chua nho. Còn cái loại trái to này á, là mình mua là nó bán cũng nguyên một chùm luôn, chứ nó không phải bán trong hộp, nhưng mà nó để nguyên từng chùm vậy đó, nhìn thấy ham lắm. Cái mình mua về mình ăn, cái mình lấy hộp lại á, mình lấy hộp lại mình trồng. Wow, cái con ong con gì nó bay làm hết hồn.
giờ thu hoạch luôn mấy cái trái dưa leo này nha. Mấy cái trái dưa leo này thì anh Long ảnh không mê cho lắm cả nhà ơi. Cái này là dưa leo trắng thì anh Long ảnh không có khóa cho nó, anh không có kết nó cho lắm, nhưng mà nhìn nó đẹp á. Nhìn cái trái đó là lạ mắt. Ui, nhìn thấy ham không? Trái nó cũng nhiều nha, mình thấy trái nó cũng nhiều á. Mấy cái dây này là mình thấy nó muốn rụi rồi. Còn đâu nữa không? Còn đây trái khổng lồ nè. Trái này già rồi. Chắc mình bẻ vô mình là để làm giống luôn. Chứ ăn gì được nữa cái trái này. Đó, cà chua, dưa leo trắng. Rồi giờ sao khiêng đây? Bỏ vô đây luôn đi. Ây dồ. Đẹp chưa? Đỏ, trắng, đẹp chưa? Bây giờ mình sẽ lên sân trước để mình thu hoạch mấy trái bí luôn. Chỉ lại có một số thứ để khoe cho cả nhà xem nè. Đây, chủ yếu đi cái đường này là có nhiều cái để khoe đó. Đây, mướp của mình. Trái ra nhìn thấy ham chưa nè, nó quá chừng trái chưa. Ở đây mình thấy có một trái lớn rồi nè, mình thu hoạch luôn. Ây, thấy ham chưa? Wow, bầu mướp bí. Trồng ở nhà đem vô ăn là khỏi chê nha. Không được rồi, lấy cái khay này ra đi. Cái cây trà này ra đi. Chưa hết đâu. Ở đây thì mình bắt đầu là mình có su su rồi. Đây nè, coi cái trái của nó nè. Cưng chưa? Đó, bắt đầu su su ra trái cả nhà nha. Trái ní nhỏ nhỏ nhiều lắm luôn á cả nè. Bây giờ tha từ từ vô, mình cho cái rổ mấy cái mướp đây nữa nè cả nhà ơi. Wow. Đây, có đồ khoe nữa rồi. Có đồ khoe nữa rồi. Bỏ cái này đây nha. Đó, bỏ cà chua đây nha. Mấy cái trái này là mình thấy thu hoạch được hết trơn rồi đó, cho nên cắt vô luôn đi. Wow, nó dính cái bông luôn hay cưng con nè. Bông này bông đực. Ý dạ, sao cái trái nào nó cũng có bông hay heo hết trơn vậy nè. Và cái trái của đó nó có hai cái bông đi theo, dễ thương dễ sợ không ở nhà. Tư rối luôn, mới vừa nở luôn. Nó còn nguyên mấy cái nụ búp búp này nữa nè, chuẩn bị nở nè, cái này bông đực nha. Nhưng mà nếu mà còn có cái bông này thì nó có thể ong bướm thụ phấn cho những cái bông cái khác. Còn mình cắt thì luôn uổng quá. Nãy không để ý mình cắt xích dưới chút xíu thì cái bông nó còn lại ha. Rồi, còn hai trái nữa mình cắt luôn nha, xử lý nó luôn. Ngon chưa? Non trong. Mướp mà trái còn nhỏ xíu gì mà đem ăn rồi nè. Bây giờ mình sẽ lên sân trước để mình thu hoạch luôn mấy cái trái bí nha. Mấy cái trái bí của mình hôm nay rồi cũng cũng già rồi đó. Mình thấy là nó trổ phấn lên rồi. Nhưng mà đi ngang cái hàng bầu rắn này khoe cho cả nhà xem nè. Cái trái của nó dài lắm nha. Siêu dài luôn á. Cái trái của nó cao có thể là hơn mình luôn. Năm vừa rồi mình có thu hoạch một trái, mình để nó cao cỡ nào á là mình đo thử là nó cao hơn mình một chút luôn đó. Còn những cái trái này là mình nghĩ khoảng chừng 2 ngày nữa thu hoạch. Những cái trái này dài chưa? Nó dài cả mét rồi đó. Cả mét hơn rồi đó. Mấy cái trái này nhỏ thì mình để khoảng chừng 4 tới 5 ngày nữa thì mình sẽ thu hoạch sau. Này mơi hoặc mốt á mình sẽ ra thu hoạch nha. Đó, một trái vậy mình cắt ăn được chừng 3 lần á. Hai vợ chồng mình á ăn được 3 lần, 3 tới 4 lần luôn. Quá chừng ham luôn đó nha. 2 ngày nữa mình ra thu hoạch bầu nha. Quá chừng bầu luôn rồi. Năm nay bầu của em vừa dài mà vừa đẹp nữa, giá đẹp dễ sợ không nè. Có quần quện đẹp chưa? Cái chỗ này thì mình có trồng một hai dây mướp khía. Đây nè cả nhà xem nè. Nó rất là eo uột. Mình mua hạt giống về mình ươm lúc thời tiết nó còn lạnh đó. Cho nên là cái dây nó eo uột lắm, nó không có được tốt. Ở đây cũng có một trái nữa nè. Cái dây của nó không có đủ sức á để mà nó ra bông, ra trái gì trường á. Cho nên thôi, mình thấy nó vậy thôi, mình không có cắt ăn mà mình để cái trái này để làm giống luôn cả nhà ơi. Để làm giống đi, rằng năm sau, bắt đầu năm sau mình sẽ có cái giống mướp này mình ươm nó nhiều ra. Mỗi một cái loại mình mua một lần thôi, mình trồng rồi mình lấy cái giống lại đó để dành cho những năm tới mình có giống để mình trồng tiếp. Cái mướp táo này của mình bỏ mấy ngày nay nay nó cũng to đùng rồi nè cả nhà ơi. Ui, ui thấy ham không nè. Ý, chắc ngày mơi. Đây, bên đây một trái nữa, bên đây một trái nữa cả nhà. Bên đây nè.
Đó, hết cưng chưa? Wow, có cái trái đó nè. Cái trái đó chắc ngày mơi đi. Ngày mơi mình ra mình thu hoạch luôn. Ngày mơi hoặc mốt gì đó, thu hoạch một đợt với lại bầu. Đó, có cái trái này thấy cưng không? Nhỏ xíu xíu nó ra nè. Đó. Hôm nay mình sẽ thu hoạch mấy cái trái bí nha. Coi nè cả nhà ơi, nó đây nè, ham chưa? Rồi dưới cái gốc này của nó cũng có hai trái nữa nè. Đó, cả nhà thấy ham chưa, thấy cưng chưa? Mấy cái bầu mướp bí á, nó mau mau phát lên dữ lắm. Cho nên là chừng 2 ngày hay gì mình không ra là cái trái của nó là nó phình lên rồi. Bây giờ mình sẽ thu hoạch nha. Hôm nay là mình bội thu luôn á. Sao hôm nay mình quay cái ánh nắng, cái hướng ánh nắng của nó làm cho cái ánh sáng nó làm cho nó cái mái nó mờ, mình không có thấy rõ nét. Bây giờ xem cái trái của nó còn non lắm nha. Có cái gì, cái lông của nó là cái lông măng của trên cái trái nó còn vậy là nó non lắm luôn á. Hồi nãy mình quên lấy cái bao tay, thu hoạch mấy cái bí này mà không đeo bao tay là thôi. Cái xịa của mình là mình thấy nó nặng lắm rồi nha. Một hồi chắc mình phải ui giờ cái trái này. Cái trái này là mình thấy nó cũng già nè, nó vừa mới thôi, nó vừa mới già thôi, nó có phấn á. Ở ngoài chợ là mình mua là mấy trái cỡ cỡ này nè. Đó, cho nên là mình phải thu hoạch sớm. Lần đầu tiên mình trồng cái loại này cho nên mình không có biết á. Mình muốn để cho một cái trái của nó là coi nó bự cỡ nào. Đây, cái trái này ngon nè cả nhà. Đã không? Trái này hơi nhỏ chút xíu nhưng mà thôi. Trồng ở nhà ăn là mình thích thu hoạch sớm vậy đó, ăn nó mới ngon. Trồng ở nhà chủ yếu là chỉ có nhiêu đó thôi. Đây cũng là một cái giống cà chua. Đó, mình thấy bông rất là khỏe nha. Cây rất là khỏe, tươi tốt. Cái chùm bông của nó mình thấy nó cũng khỏe nữa nè. Đó, cả nhà thấy không, nó rụng không? Thấy nó rụng không? Đó, nó rụng chưa? Đau thương chưa nè? Đó, không phải là... Đó, cho nên cái loại đằng sau mà trái nó nhiều á, không phải là mình giỏi. Mình giỏi chăm đâu cả nhà ơi. Hay là mình bón cái gì đặc biệt đâu. Đây, đây cái loại này nè, cả nhà thấy không? Có trái gì đâu. Nó đang ra bông mà nó rụng rồi nè. Đây, 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 đây. Mới nói có trái gì đâu. Đó, nó rụng nè. Này, cả nhà xem nè. Đó, một chùm của nó rất là nhiều bông nha. Mà nó đậu được chừng mấy trái thôi. Cho nên là tùy theo cái giống cà nữa. Cái giống đằng sau mình trồng nó có thể là nó rất là mạnh. Cái loại đó giống mạnh. Cho nên là dễ chăm sóc, ra trái nhiều. Cả nhà nếu thích cái loại đó thì ra chợ Mỹ đó. Mình mua tại Food Forest đó, nói chung chợ Mỹ. Cái loại mà cà nho, nó để là cà nho rep hả? Cái từ nó khó đọc quá. Cà nho ha. Rồi một loại là cái loại cà. Nó bán từng chùm á. Mình mua mình thấy nó để cà đóng vậy đó, một đống vậy đó. Mà nó cắt từng chùm vậy nè, chứ không phải trái rời. Bây giờ sẽ lướt sơ để khoe cho cả nhà xem lần sau mình sẽ ra thu hoạch cái gì nha. Hôm nay mình chưa thu hoạch tới đâu, nhưng mà khoe cả nhà xem để lần sau mình thu hoạch cái gì nha. Đây cà trắng. Ồ, trái của nó mà nhìn nè cả nhà xem nữa. Dễ sợ trái không. Ồ, trái của nó mà cả nùi nùi luôn. Cái giống này nó trái nhiều cả nhà ơi, quá chừng luôn. Coi cái trái nè, trái lủng la lủng lẳng, nhìn thấy cưng không? Quá chừng trái luôn cả nhà ơi. Cái giống này là trái nó vậy nè. Đó, nó trái chùm luôn. Thấy ham chưa? Cây bên đây cũng vậy. Cũng là cà trắng. Yeah. Cưng không anh nè. Cà trắng cho nên bông nó cũng trắng. Nhưng mà cái cây bên đây mình thấy cái cà trắng nhưng mà cái bông nó màu tím nha. Ủa sao lạ vậy? Đó, cái cây này nè. Đó, trái trắng nhưng mà bông tím. Còn đây cũng trái trắng. Đây nè, cả nhà xem nha, trái trắng. Nhưng mà lại bông trắng. Ủa, nó có loại này, loại kia, nó có nhiều giống hay sao á. Còn cây bên kia cũng vậy, trắng nhưng mà bông tím. Không hiểu nha, khó hiểu quá. Khó hiểu quá. Này là đúng là cà tím nha, cà tím mà trái tím nè. Đó, thấy ham chưa? Cái loại bên đây, cái màu tím đó. Nó cái màu nó nhạt hơn ha. Nó loại, cái loại giống khác nhau, cái trái nó dài thọn lòn à. Cái loại cà tím này là loại mà thường hay ăn nè. Nó bên đây nữa nè cả nhà. Ui, cưng không, cưng không.
Wow, nó thằng đó đó kìa. Bây giờ khiêng làm sao đây chứ, nó thôi là nó sẽ giục cái. Ui trời ơi, nó nặng. Nó nặng khủng khiếp luôn, phải bợ. Phải bợ dưới đít của nó. Chứ không là nó tuột ra luôn á. Rồi, mình vô trong nhà. Quá chừng hay ham luôn cả nhà ơi. Hôm nay mình chạy đi vô trong Home Depot, nặng quá rồi. Nặng. Home Depot để mình kiếm mua một vài bao phân gà, phân bò và cái loại potting mix, là cái loại mà để mình trồng cây trong chậu á, để mình ươm. Mình bắt đầu sẽ ươm những cái loại hạt giống cho những cái loại rau củ quả nào mà nó sẽ ươm được trong tháng 8, để trong mùa thu tới mình có loại tất cả những loại rau cải để mình trồng, mình thu hoạch nha. Xin chào và tạm biệt tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Xem video nhớ cho mình xin một like nha. Còn những ai mà chưa bấm nút đăng ký kênh, nhớ bấm nút đăng ký bên dưới video để có thể theo dõi thêm tiếp tục những video khác nữa từ gia đình của mình nha. Bye bye.